Hi, welcome back to my channel, Stars Kirigo, okay? Let's go. Okay, let's go. Và các bạn sẽ phải dùng chiếc thang này để trèo lên tầng 2 trong ngôi nhà này. Kêu dưới đây. Thank you.
mình tổ hợp lại học bà. Ok. Tiếng kêu của búp bê. Holly, how did you get down here? Trong thời điểm này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 quyển sách và khi đó thì các bạn sẽ đến cánh cửa exit và tẩu thoát ra ngoài, thoát khỏi sự bám đuổi của Slenderilla, của Danny và đứa con của Slenderilla, một đứa con quái dị đi bằng bốn chi, khá kỳ dị luôn. Các bạn sẽ vào từng cánh cửa một để tìm kiếm những quyển sách. Khi đó thì các bạn sẽ biết được. Và đây là đứa con của bà ta. Nhìn khá kỳ dị luôn. Nhìn bốn chi. Bạn sẽ rủ nó ra. Sau đó thì sẽ đóng cửa lại. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo, Running Shot the Tree.
Và đây là chiếc chìa khóa để các bạn mở cánh cửa để lên tầng 3. Ở đây thì có 3 cách trốn tất cả. Cách thứ nhất đó là các bạn sẽ trốn bằng cánh cửa chính, open the door. Cách thứ hai đó là các bạn sẽ trốn bằng chiếc máy bay. Và cách thứ ba các bạn sẽ trốn thoát bằng cách đó chính là đi một con tàu calo. Và các bạn sẽ phải biết được là các bạn nên trốn bằng cách gì. Thì các bạn sẽ tìm món đồ của cách trốn đó, sau đó thì sẽ tẩu thoát khỏi ông bà Granny này, thoát khỏi ngôi nhà ma này. Ok. Hiện tại thì mình đang dùng cách trốn đó chính là cánh cửa chính. Và cánh cửa chính thì mình thấy đó là cách trốn nhanh nhất có thể thoát khỏi được sự bám đuổi của ông bà này. Slenderia the school, okay? Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 món đồ. Các bạn sẽ phải vào từng ngôi nhà một tìm kiếm những chiếc chìa khóa và những món đồ. Đây là chiếc chìa khóa đầu tiên.
Chuẩn luôn, oh my god. Sau đó thì các bạn sẽ lắp 8 con đồ vào đây. Ok. Let's go. Vậy thôi, bởi ông bà cái đàn đi. Oh my god.
Whiska. Đó là các bạn sẽ phải đi tìm một bình ga. Okay. Trong tựa game này thì các bạn sẽ tìm tất cả là 7 bức ảnh. À 6 bức ảnh, khi đủ 6 bức ảnh thì các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa và lúc đó các bạn sẽ tiến tiếp sau vào trong tựa game này. Là kỳ dị luôn. Và hiện tại thì mình đã có 2 bức ảnh rồi. Các bạn sẽ phải mở thành các phòng 1 và tìm kiếm xem có những bức ảnh nào ở trong này không. Thì mình sẽ chuyển sang the game tiếp theo. Settotila chi. Settotila, ok. Cửa ở đây thì đều bị khóa hết rồi. Wow, sao con ma này lại phát hiện ra mình ở đây rồi. Oh my gosh. Hy sinh luôn.